Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc. Trải qua 72 năm, mọi thành quả của cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc của Đảng, của dân tộc đều gắn liền với tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Theo tư tưởng của Người, thi đua yêu nước phải trở thành phong trào rộng lớn, có sự tham gia của đông đảo quần chúng, nhân dân, phải xây dựng được kế hoạch rõ ràng. Thi đua là để đào tạo, rèn luyện và xây dựng con người mới, và thi đua phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng. Học tập và làm theo tư tưởng của Bác, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã vận dụng sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước về các mục tiêu kinh tế, xã hội. Xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Đó là nội dung cốt lõi, bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân vào hành động yêu nước, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc cách mạng, thực hiện tốt hơn công việc hàng ngày. Theo Bác, thi đua phải trở thành phong trào rộng lớn và có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Khắc sâu lời dạy của Người, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã đề ra. Trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Cơ quan Thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã ban hành 146 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng triển khai phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 06 ngày 9 tháng 5 năm 2016 về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và các văn bản trên đã định hướng tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được triển khai rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, tác động sâu sắc đến quần chúng nhân dân, tạo điều kiện cho họ thay đổi nhận thức, thay đổi thái độ và thay đổi hành động của mình. Qua các phong trào thi đua, lòng yêu nước của quần chúng nhân dân được tăng cường, được bồi đắp để biến ý chí của mỗi người dân thành hành động sáng tạo, linh hoạt trong lao động, sản xuất. Theo nhận định của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, 5 năm vừa qua, chúng ta đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đảm bảo kịp thời, tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề, nhất là đề án đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khối, cụm thi đua thuộc tỉnh Cao Bằng. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở tỉnh Cao Bằng đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh nhà. Qua đó thì phát động một cái phong trào rất là rộng rãi trong các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là tỉnh ủy đã ban hành một cái chỉ thị 06, rồi Ủy ban Nhân tỉnh, như Hội đồng Nhân tỉnh ban hành rất nhiều cái chỉ thị, kế hoạch, chương trình cho từng giai đoạn cũng như là từng năm để triển khai tốt cái phong trào thi đua của tỉnh nhà. Để qua đó thì khơi dậy cái tinh thần hăng hái của quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là người dân để tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để qua 5 năm thực hiện thì có thể nói là phong trào thi đua của tỉnh Cao Bằng đã phát triển cả bề rộng và từng bước là nâng cao chiều sâu và chất về chất lượng. Qua phong trào thi đua thì các nhiệm vụ kinh tế xã hội đều
đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể là trong năm 3 năm qua thì 17 trên 17 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đều đạt và vượt theo kế hoạch đề ra. Qua phong trào thi đua thì cũng xuất hiện rất nhiều cái tập thể cá nhân điển hình tiên tiến tham gia phong trào thi đua yêu nước, rồi là việc thi đua đã có sức lan tỏa tác động rất mạnh mẽ đối với tất cả các vùng miền và các đối tượng. Chính vì vậy mà phong trào thi đua yêu nước đã trở thành cái động lực hết sức to lớn để góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là công việc của tất cả mọi người, không phân biệt già hay trẻ, trai hay gái, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo, không phân biệt thành phần dân tộc, không phân biệt ngành, nghề, không phân biệt tầng lớp giàu hay nghèo. Mà thi đua phải trở thành phong trào rộng lớn, sao cho người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua. Do vậy, trên địa bàn toàn tỉnh đã hình thành các khối, cụm thi đua luôn được kiện toàn, điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đến nay, tỉnh Cao Bằng có 16 khối cụm thi đua với tổng số 125 đơn vị. Trong đó có 11 khối thi đua các sở, ban, ngành, cơ quan, đảng, đoàn, thể tỉnh. Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp. 3 khối thi đua các doanh nghiệp, hợp tác xã và 2 cụm thi đua các huyện, thành phố. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa nội dung, yêu cầu của phong trào thi đua yêu nước từng năm thành chương trình, kế hoạch của mỗi cơ quan, đơn vị, đồng thời chỉ đạo tổ chức hội, cấp cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia. Tiêu biểu là các phong trào, các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, mái ấm công đoàn, thanh niên xung kích tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các phong trào thi đua đã đi vào cuộc sống, tạo khí thế sôi nổi, góp phần tăng cường, củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng xã hội. Tại huyện Hà Quảng, nơi giàu truyền thống cách mạng, đã được huyện triển khai đồng bộ, rộng khắp, hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Ủy ban dân huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, các xã thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào một cách cụ thể và thiết thực. Thông qua đó đã xuất hiện các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu cho các lĩnh vực và là nòng cốt để góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như là góp phần xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong sạch vững mạnh trong thời gian qua. Thời gian tới thì Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020 và tiếp tục là phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nhận thức sâu sắc về và ý nghĩa về tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, để trên cơ sở đó ra sức, nỗ lực để hưởng ứng tham gia, triển khai thực hiện có kết quả trong thời gian tới. Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm để đánh giá, kiểm điểm về quá trình triển khai thực hiện phong trào, đặc biệt là kịp thời tổ chức khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến hàng năm để thông qua đó để làm nòng cốt cho phong trào triển khai thực hiện ngày càng sâu rộng và có hiệu quả. Tiêu biểu như phong trào thi đua, Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới, triển khai sâu rộng, tập hợp sức mạnh đoàn kết,
huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân với tổng vốn huy động hơn 15.800 tỷ đồng. Nhân dân đã hiến trên 500.000 mét vuông đất, hơn 400.000 ngày công lao động, hàng ngàn mét khối nguyên vật liệu làm đường nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang. Đến nay, toàn tỉnh đã có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% mục tiêu 5 năm 2016-2020. Dự kiến đến hết năm 2020, có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã và thành phố Cao Bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 17 triệu đồng một năm, tăng 8,7 triệu đồng một người một năm so với năm 2015. Cái đích cuối cùng của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao thu nhập bền vững cho nhân dân. Do vậy, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi được xây dựng, tiêu biểu như mô hình trồng cam, quýt của một số hộ ở xã Quảng Hán, huyện Trùng Khánh. Trồng rau thủy canh ứng dụng khoa học kỹ thuật mới tại xóm Nà Phường, xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa. Mô hình vườn, ao, chuồng và trồng cây thanh long của một số hộ xóm 5 Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng được xác định là trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh. Đòi hỏi phong trào thi đua yêu nước phải cụ thể, thiết thực, tạo không khí sôi nổi của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Kết quả đã đạt được nhiều nội dung đột phá, nền kinh tế phát triển đúng hướng, xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, góp phần xây dựng đô thị mới khang trang. Và kết quả đạt được trong 5 năm qua thì đã đánh giá được cái vai trò của các cấp ủy đảng, của chính quyền đã vào cuộc huy động, phát động nhiều cái phong trào bằng nhiều hình thức cụ thể hóa, nhiều chương trình thì nó đem lại cho chính quyền địa phương những cái thành quả như là về phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng an ninh của địa phương được ổn định, thu nhập kinh tế của phường thì trong cái giai đoạn vừa qua luôn đảm bảo và giữ vững và tăng trưởng bình quân vào 12-15%. Phong trào thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển được các sở ngành địa phương đã triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp các sở ngành huyện thành phố, trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính, cắt giảm từ 10-30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược đăng ký đầu tư nhiều dự án lớn vào Cao Bằng như Công ty Cổ phần Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn FLC, TH Chu Miu, TNG Holding Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. Các phong trào thi đua như Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai có hiệu quả theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến được quan tâm, thực hiện đồng bộ với nhiều biện pháp, giải pháp. Đặc biệt, đã chú trọng thực hiện cả 4 khâu là phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Các cơ quan chuyên môn phối hợp giữa báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh và Sở Nội vụ tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương. Các dịp gặp mặt tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh giỏi. Tuyên truyền gương người tốt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
nhằm kịp thời phát hiện các điển hình tiên tiến trên các mặt của đời sống xã hội, cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, hướng dẫn các đơn vị, địa phương định kỳ giới thiệu các gương điển hình tiên tiến. Tại huyện Bảo Lạc, nơi có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, huyện sẽ tăng cường triển khai đồng bộ tại các vùng sâu, vùng xa, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên của nhân dân các dân tộc, tăng cường phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh chính trị vững chắc trên địa bàn. Trong 5 năm tới, chúng tôi xác định mấy cái nhiệm vụ giải pháp sau đây: tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Qua đó, tin tưởng phấn khởi và sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng Bảo Lạc càng ngày càng phát triển. Và nhất là trong 5 năm tới này là chúng tôi sẽ triển khai một cách cụ thể bằng các chương trình trọng tâm, cụ thể hóa nghị quyết đại Đảng bộ huyện sắp tới và cũng như nghị quyết đại Đảng bộ các cấp, khai thác những tiềm năng lợi thế của huyện, qua đó phát động cái ý chí phấn đấu vươn lên của nhân dân các dân tộc huyện Bảo Lạc. Thưa quý vị, lời kêu gọi thi đua ái quốc nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có sức sống mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua, thi đua yêu nước thực sự trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp, lôi cuốn cả dân tộc, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực tham gia. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nền tảng, là động lực thu hút mọi tầng lớp nhân dân, các dân tộc tích cực, phấn đấu, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện. Chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.